Chào cả nhà nhá. Hôm nay Tú cùng với anh em Nguyễn Tất Thắng đang có mặt tại Động Phong Nha, Kẻ Bàng của Quảng Bình. Hôm nay thì anh em mình đang ngồi ăn sáng với mì tôm ở một cái view triệu đô ở bên ngoài này, cạnh dòng sông Son. Thì sao gọi cái view triệu đô? Vì cái này không phải là triệu đô nữa, phải là tỷ đô, đúng không? Vì là thực sự ra đối với du lịch mà nói thì tài nguyên thiên nhiên như này thì rất là quan trọng. Có thể là khai thác từ năm này sang năm khác có thể đem lại lợi nhuận hàng tỷ đô thì cái view tỷ đô là cũng là xứng đáng các bạn ạ. Hôm qua bạn Thắng nói một câu mà mình cực kỳ tâm đắc, đó là trăm năm du kích cận kề không bằng du lịch nó về một bên một đêm. Có nghĩa là khi mà du lịch về là thay ra đổi thịt. Bạn Thắng có liên tưởng đến đó là Hà Giang này thì đã làm thay đổi cả một vùng đất, mà đến ngay cả bản thân mình đi cũng thấy là thay đổi rất là nhanh. Đời sống bà con rồi mọi thứ là đều thay đổi nhanh chóng. Rồi Quảng Bình đây cũng là một ví dụ điển hình. Ngày trước mình đi thì dọc hai bên bờ sông này rất là nghèo, khó khăn vì là nhà cửa thì lụp sụp. Thế sau khi mà phát hiện ra những cái hệ thống mà hang động thì bây giờ là thay đổi là rất là đẹp. Đời sống thay đổi rất là tích cực thì nhà cửa bây giờ rất là khang trang, toàn là nhà 2 tầng thôi. Đấy, thôi mời anh em ăn sáng đi. Em mời anh nhá. Cứ anh em cứ tự nhiên, nếu mà mình tôi nói là được rồi. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà. Anh em mình thì nói thật với các bạn này, đi làm những cái chương trình gọi là chia sẻ ở cái vùng cao khó, bà con còn khó khăn, cho nên là mình cũng ăn uống là nó là nhẹ nhàng, đơn giản để gọi là không quá là ảnh hưởng đến chuyến đi. Nên là các bạn cũng thông cảm, nhiều khi là đừng có nghĩ bảo sao anh em mình ăn uống tiết kiệm thì có để lại chia sẻ lại cho bà con. Nói chung là cứ đủ no là được. Mới cảm thấy là cái món ăn mình thích thú. Thực ra tôi rất thích ăn mì tôm ấy. Mình cũng thế, hay ăn mì tôm. Mày ăn hơi nhiều trứng nhỉ? Cái này tí nó kẹp vào đúng không? Kẹp vào cái này. Đúng rồi. Kẹp với bánh mì ăn. Em. Thật ra trên xe anh em mình lúc nào cũng sẵn sàng là có mì tôm để chiến đấu hết đấy. Mấy hôm nay là đi vào trong bản là luôn luôn thường trực là sợ là ra ngoài trễ, là lúc nào mà trên xe cũng có sẵn là mấy hộp mì tôm với xúc xích để vào bản để có thể nấu cơm được. Như hôm qua đến tận là gần 2 giờ là anh em mình ăn cơm trưa. Nhưng mà được cái sức chịu đựng của ai cũng quen này. Không biết là giám đốc Lam Dược Mạng Minh thế nào, vâng, có chịu được không? Em còn chịu sức lắm anh ạ. Bảo ăn thua thì thời xưa ở nhà mà chưa làm giám đốc thì em đi chăn trâu suốt đúng không? Vâng. Chăn trâu với leo núi suốt thì em đi rừng đi núi suốt mà. Đấy. Còn công việc này mình đấy, em vẫn thấy nhẹ nhàng bình thường thôi. Hữu, thế nào đêm qua ngủ ngon không? Quá tuyệt vời anh ạ. Mấy giờ mới ngủ ấy? Em hôm qua là cũng thức hơi khuya một tí, bởi vì là hôm qua là mà em còn viết lời bài hát cho. Hữu thì tương đối là vất vả. Vất vả về trí óc, nghĩa là luôn luôn là phải suy nghĩ ra để viết bài hát mới. Cứ đến mỗi lời là phải viết ra một bài hát. Rất là nhanh đấy, mình thấy là nhạc sĩ này chắc là sau khi đi chuyến này về phải tặng bằng khen ấy, vì là cứ đi mỗi đến mỗi nơi là viết ra được một bài hát. Vâng. Đẻ như kiểu là gà đẻ trứng ấy, phải đơn giản thôi mà. Em chuẩn bị đón bằng khen rồi anh ạ. Bằng khen trong team Nguyễn Tất Thắng. Không phải, mày mình nói thật sự mà. Nếu mà nói nó hơi bị thô một tí tốc độ mà sáng tác bài hát của Xuân Hữu là giống như kiểu gà đẻ trứng thật. Vì là quá nhanh, ngày nào cũng là ra được một bài hát thì chỉ có gà mới đẻ nổi thôi. Và một cái nữa là anh chia sẻ với anh Tú là mỗi một chuyến đi đến một cái địa điểm khác, cái phong cảnh ấy tạo cho mình một cái cảm hứng để mình viết lời. Nên là cứ một hành trình đi là em lại cảm thấy thích, cảm thấy yêu quê hương, yêu đất nước Việt Nam mình hơn anh ạ. Mà ngoài lề ra với các bạn thì vất vả lắm. Mỗi lần mà sáng tác ra bài hát là phải zip đến cửa khoảng 10 bi thuốc lào. Đấy là cái này không công bố nhưng clip đâu. Thì vì là khi đấy hút thuốc lào nó nâng nâng đầu óc lên, nó có tinh thần nữa đúng không? Dạ vâng ạ, bởi vì lúc đấy ngồi thanh vắng một mình cần phải suy nghĩ. Tôi là đang nghĩ về một chuyện là các ông đang quảng bá thuốc lào. Ấy.
Đấy đây bữa sáng gọi là đạm bạc bên dòng sông view tỷ đô của Quảng Bình. Thì bây giờ là anh em mình sẽ là dẫn Nguyễn Tất Thắng đi vào trong động. Sau đó là động thì các bạn cũng xem trên kênh của Phạm Dũng vừa rồi rồi. Thì hôm nay Tú lại dọc tuyến đường mòn. Có thể là thời gian cho phép thì mình sẽ ghé những địa điểm như là Nghĩa Trang Trường Sơn. Còn chiều nay thì mình sẽ đưa anh em Nguyễn Tất Thắng đến với một địa danh lịch sử, đó là Khe Xanh. Cũng là một địa danh gọi là đẹp lắm. Máu lửa luôn. Đẹp không phải là đẹp mà vâng. Còn khét tiếng hơn là Ngã Ba Đồng Lộc hôm qua. Ngã Ba Đồng Lộc chỉ là một dọc một tuyến đường nhỏ thôi, còn Khe Xanh nó cả một cái chiến trường mà giành co khốc liệt, rất khốc liệt giữa bộ đội ta và Mỹ trên cái dọc cái cung đường Trường Sơn ấy. Nó cực kỳ khốc liệt luôn, cũng không kém gì Điện Biên Phủ đâu. Đấy, chiến dịch đường 9 Nam Lào ấy. Rồi thì anh mình ăn sáng rồi sẽ là lên đường đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tiếp các bạn ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ chia tay với quê hương Quảng Bình để đi về Quảng Trị. Chắc là Quảng Trị thì anh em mình cũng dừng chân trong một ngày thôi. Vì mình sẽ là lên chiều nay mình sẽ đưa bạn Thắng lên Khe Xanh để tham quan về khu di tích Khe Xanh, cũng là một cái chiến trường mà rất là khốc liệt. Anh em mình kết hợp trên đường đi là sẽ là vừa chia sẻ khó khăn với lại bà con ở ven đường và vừa thăm những cái di tích lịch sử, đó là tiêu chí của anh em mình trong chuyến đi này. Thì buổi tối nay anh em mình sẽ nghỉ chân ở thành phố Đông Hà để bạn Thắng là sẽ có thời gian giao lưu với những khán giả Đông Hà, và ngày mai sẽ chạy thẳng một mạch đi về đến Đà Nẵng để cho anh em có một ngày nghỉ ngơi xả hơi mà đúng nghĩa ở bãi biển Mỹ Khê trước khi lại trở ngại lại với Tây Nguyên. Thì còn sẽ là rất lâu nữa anh em mới được xuống dưới biển, vì sau đó xuống Tây Nguyên thì mình sẽ là đi đi miền Tây rồi. Thì chắc là trước khi xuống miền Tây thì mình sẽ là tìm cung đường thông sang Đà Lạt để anh em có cái khí hậu mát mẻ tương đồng với vùng cao nguyên đá. Đấy, anh em nghỉ ngơi một ngày, sau đó là xuống dưới kia để chinh chiến. Kế hoạch của Tú là như thế. Mạc Minh với cả Hữu là chuẩn bị mấy anh em là vâng. Ra Đà Nẵng rửa người hết đi nhá. Dạ vâng. Rửa người rồi đi cả tắm biển lâu ấy. Rửa cả mắt đấy nhá. Vâng. Mắt mũi. Mát mắt đi. Mạc Minh bây giờ là sang ngồi cạnh xe mình đây. Vâng. Sang đây thì ngồi xe anh thấy có vui không? Phấn khởi không? Thoải mái anh ạ, rất là vui. Được đồng hành cùng anh Tú đầu kéo vlog là tuyệt vời rồi. Không có gì bằng. Đấy, bởi vì anh em mình xuống đây không biết đâu với đâu cả, đi thì được anh Tú hoa tiêu dẫn đường. Đúng không ạ? Chuyến đi ra chuyến đi ra Hà Giang thì mình mấy lần ra gần đây thì đều được em Mạc Minh đón tiếp rất là nhiệt tình và chu đáo. Đưa đi chơi rồi gọi là khám phá về Hà Giang rất là nhiều. Gọi là rất là hiếu khách, cho nên là bây giờ Tú cũng bảo là em phải sang bên này để anh chở, để anh cũng phải đáp lại tình cảm tí. Không gì thì ít nhất là anh cũng chở em được trên xe. Đấy, anh em mình tâm sự với nhau cho nó gần gũi. Tối về anh em còn ngủ cùng nhau cơ chứ. Nói chung là chuyến này nó hay lắm. Bẻ cong Mạc Minh rồi các bạn ạ. Đang từ quái thú rừng xanh rồi chuyển thành con mèo mướp ở bên bếp lửa. Đi cùng với Nguyễn Tất Thắng thì thỉnh thoảng mới được uống rượu thôi. Khâu Váy Lèng là lúc này là một tháng thì uống được mấy lần đấy. Nhưng mà anh Tú ạ, hôm nay gặp cô gái Quảng Bình có khi bạn Minh lại khác khác rồi đấy. Sao xuyến à? Câu này anh nghe nói là quen lắm. Nghe nói là từ ngoài Nghệ An vào đến đây rồi đấy. Cảnh này lại quen thuộc. Cảnh này rất quen thuộc. Hôm nay thì em Xuân Hữu là cũng có một cái màn mà hát ở trong hang động cũng rất là hay, nhưng mà tiếc là quên cầm đàn. Nhưng mà anh phải nghiêm túc là nhắc nhở em, đối với người chiến sĩ ra trận là phải cầm súng đấy. Mà em mà cũng là người nghệ nhân mà đi vào những cái nơi phong cảnh hữu tình mà quên đàn như thế này không khác gì mà ra trận mà không có cầm vũ khí đâu. Hôm nay anh Tú book vé được cô hướng dẫn viên du lịch xinh gái quá anh ạ. Làm em cũng hoang mang. Lúc đầu có cô ra rồi chứ Tú lại đổi đi chứ. Các bác mà muốn xem mà chi tiết về hang động mà có hướng dẫn viên ấy giới thiệu một cách chi tiết nhất thì có thể là xem trên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay clip nó rất là dài, anh em mình đã đi khám phá được hang động.
Ở trong hàng thì có rất là nhiều thứ bất ngờ mà trước giờ mình đi mình cũng chỉ là khám phá tính chất ngao ngao thôi ấy. Không có hướng dẫn viên nên là mình cũng chưa biết tưởng tượng như thế nào ấy. Mọi lần đi là Tú là không có tìm hướng dẫn viên đúng không? Hôm đấy là ngày mùng 7, mùng 8 tháng 3 hướng dẫn viên nghỉ để ăn ngày lễ. Thế cho nên là không có. Nhưng hôm đấy anh em tôi với Phạm Dũng vào là phải tưởng tượng ra bối cảnh giống như phim kiếm hiệp các kiểu ấy. Trong hang là như kiểu... bây giờ vào có hướng dẫn viên thì là ra động tiên rồi gọi là mái tóc tiên rồi... thác này thác kia rồi rồi có long sàng của vua ngủ. Mà hôm nọ tôi thì cứ tưởng tượng ra trong hang này là ngồi luyện võ công rồi luyện bí kíp rồi đấy, thì mình theo tự hướng phim kiếm hiệp cổ trang đấy. Kiểu là ngồi trên cát luyện khí công mấy hôm sau phun ra ẩm ẩm. Còn bảo Minh thì chỉ nghĩ đến là mai sao đem chung vào đây ngâm rượu. Đúng rồi, bảo Minh là nhìn thấy mấy cái bậc ấy nghĩ bảo bây giờ là mấy cái bậc này mà ngâm không ấy lèng thì đỉnh cao đấy, lúc đấy là bán ra phải triệu một lít. Đúng rồi, nhìn đâu cũng là tưởng tượng ra không ấy lèng. Triệu một chai đấy, bình thường ở cái chỗ đấy thì... thôi đừng. Trong đấy khí hậu đẹp mát mẻ mà nhỉ? Mát quá luôn, siêu quá mát luôn. Cái bác bảo vệ ở trong đấy mình bảo là nếu bác ấy mà làm thì chắc phải sống 100 tuổi mất. Có khả năng cao. Khí hậu nó mát thế cơ mà, nó hơn điều hòa nhiều đúng không? Và cái, trong đấy nó điều hòa tốt hơn. Cái bí ẩn về cái phòng nhà đấy là còn đang nhiều lắm. Vì cái nguồn nước là người ta đang nghĩ đến là nó từ bên Lào về. Về đến hang đấy, vì là như hướng dẫn viên nói là bình thường thì nước ở đổi đục màu mà trời không có mưa ấy. Thì có nghĩa là nó chảy qua cái hệ thống hang động ấy, nó chảy lọc ngược rồi. Ra bây giờ tắp sông bên Lào phát là biết ngay mà. Đấy, thì bây giờ là cũng gọi là anh em ngồi hàn huyên trên xe tí. Thì bây giờ mình sẽ là tí nữa kiếm một bữa cơm nào đó ở ăn cơm như này dọc đường. Nói với bạn Tú là đi dọc đường là tìm cơm mà ăn nó đơn giản thôi, rau cỏ thôi. Tại đúng vì rồi. Bây giờ bày bẹn ra buổi trưa thứ ăn uống nghê ngang là không ăn được. Ăn nó vừa phải để nó không bị thừa, tránh lãng phí. Anh em ăn đủ để no, tại vì sáng anh em ăn cũng bình thường khi ngồi. Hôm nay là không có trèo đèo lội suối nhiều này, cơm các thứ nó cũng không tiêu được hết, nên là ăn mà suốt ngày cứ đi như này là bụng biết là mai kia nó phè phỡn ra. Ngồi nhiều này về là bụng to ấy. Đấy. Thế nên là Thắng là muốn là ăn những cái bữa cơm mà nó thật nhiều rau, rồi là nó đơn giản thôi buổi trưa, xong là buổi tối là mình lại về dưới kia chắc là lại ăn hải sản lại siêu rồi. Ngày mai về dưới biển thì lại ăn hải sản rồi. Đó, thế nên là ăn uống là nó đơn giản. Xong rồi thế nên là các bác xem video của anh em Tất Thắng nhé, là không cứ phải là mâm cao cỗ đầy, mà Thắng chỉ mong sao là giúp được nhiều người thôi. Có nghĩa là những cái số tiền mà mình ăn uống phải tráng quá thì có thể là mình ăn không hết, thì cái số tiền đó mình cũng cho được rất nhiều. Đúng rồi. Cái hoàn cảnh mà mình đi trên đường đó, cái phương châm của anh em Tất Thắng đi là như vậy. Còn ăn uống thì nó cũng bão hòa hết rồi, bây giờ ăn đâu cũng đúng rồi, dễ dàng lắm. Nói chung là không ai thèm khát gì cả, cơ thể mình nó khỏe mạnh đâu. Không ai thèm khát gì miếng ăn miếng uống như thời xưa nữa cả. Thế nên là các bác xem kênh Tú cũng thấy là Tú ăn uống cũng rất là đơn giản thôi. Nhiều người còn có khi bảo mình ăn uống tiết kiệm, nhưng mà thực ra là mình sợ béo, hậu quả của việc ngồi xe nhiều và ăn nhiều, bụng to đấy. Bây giờ nó giảm mỡ nó khó lắm. Xong suốt cái hành trình này anh em Thắng là ngồi xe nhiều nữa các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy là như đêm qua 8-9 giờ vẫn cứ ngồi xe đến tận đêm mới tới nơi. Xong là sáng nay lại sớm lại đi lại ngồi xe, nên là không có vận động đi bản nhiều. Còn như ở Hà Giang thì Thắng đi bản liên tục. Đấy là ngồi xe như này thì ít khi ngồi. Nên là cái cơ thể của Thắng tại sao là suốt 5 năm các bác xem video là nó gần như là không bị thay đổi mấy. Khỏe. Có thay đổi nhưng mà cái cơ thể và hình dạng là nó không bị... Body vẫn chuẩn đúng không? Thay đổi nhiều. Cân nặng thì vẫn cứ dao động trong khoảng 68 đến 71 cân. Tú thì là cân nặng cũng dao động đều là từ 77 cho đến 80 cân thôi. Yeah. Chứ cũng không hề tăng đâu nhá. Yeah. Nhiều người tưởng mình mập lên, nhưng có nhiều giai đoạn đi đâu đấy xuyên Việt với theo anh em nó có hơi to bụng tí, nhưng mà về nó lại ngót ấy. Vì mình về nhà mình cũng ăn uống nó nhẹ nhàng. Đây lại thôi được rồi, tới đây thỉnh thoảng sẽ cho anh em ăn thêm ít bữa cơm chay nữa, đúng tính chất là nhiều rau.
Bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ là chuyển đến địa điểm ăn cơm trưa trên đường mòn, nhưng mà có quán cơm xe tải nào không để anh em ăn cơm xe tải các bác ạ, các bạn nhá. Bây giờ anh em mình đang dừng chân ăn cơm ở khu vực mà cuối của tỉnh Quảng Bình, tính sang Quảng Trị mà xa quá. Bây giờ là cũng 12 giờ trưa rồi, thì tôi mời toàn thể anh em ăn cơm xe tải đường mòn. Đúng tiêu chí của Nguyễn Tất Thắng là ăn làm sao mà đạm bạc nhất có thể, nhiều rau rồi ăn cơm dân dã thôi. Đấy. Mời cả nhà nhé. Mời anh nhá. Cơm xe tải đấy. Nhưng mà dọc này cũng không có nhà hàng. Đúng rồi. Đi không có. Nếu mà mình đi đường biển như thì nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Đi biển thì hải sản nhiều. Xong rồi về bị hút thì tôi không chịu trách nhiệm. Chả bị đau à? Cháu. Cả bí đao ấy. Các bạn em có bí đá. Có cái hạt gì đây nhỉ? Hạt chia. Đấy. Ờ. Hạt chia. Đấy, không. Bằng Minh uống dừa rồi. Uống dừa rồi. Đây là gọi là hạt chia. Ờ. Đấy, cơm rau muống xào tỏi nữa là ngon rồi, giống như kiểu là cơm gia đình ấy. Anh em thì kiểu là ai cũng xa gia đình nên là cũng cần thiết ăn cơm kiểu gia đình đúng không? Đúng rồi. Này, cá quả kho đấy. Trong miền Trung thì gọi con này cá trào, ngoài miền Bắc gọi cá chuối, trong miền Nam gọi là cá lóc cá quả, nhiều tên lắm. Nói chung là trên khu vực này thì họ ăn như này là thông dụng của anh em xe tải rồi, ăn quanh mấy món này thôi, cũng không có gì khác biệt ạ. Ngày mai mình xuống dưới khu vực ở dưới đường 1 thì trưa mai sẽ đưa anh em đi ăn cơm xe tải ở dưới đấy, nó sẽ khác biệt. Ngày là cơm thì nó sẽ có những món như là mực, cá đấy, nhưng mà cũng dân dã, gọi cơm xe tải mà. Mình ở nhà thì toàn là ăn cơm vợ nấu, thì bây giờ ra đường thì ăn có quen không? Quen, toàn món ăn ngon anh ạ. À. Ăn đấy, như thịt luộc này, rau muống xào này, gà sáu vừng này, quán ngon. Mình cũng hỏi Thắng, bây giờ Thắng là đi trên bản, vì là ăn mèn mén với bà con nhiều rồi. Rồi. Nên là ra ngoài này ăn thế này là cũng là thích nghi tốt rồi. Tôi ăn nhiều bữa ăn đơn giản nên đặc sự, đặc biệt là anh Sự nữa là cũng thế, ăn uống ở trên bản theo bà con này cũng đơn giản. Bên này nó hơi cay. Đây là có hạt tiêu hay cái gì ạ? Ăn sốc quá. Đúng rồi. Cá kho hơi cay, rau xào cũng bỏ ớt luôn, cay đấy. Mình bắt đầu ăn thấy cái cay là từ Nghệ An là biết. Cay đấy. Anh Sự ăn có được không anh Sự? Tuyến đường này rất là vắng nhà. Vắng là đường mòn này. Vắng nhà. Gọi đường mòn Hồ Chí Minh ở vắng này. Đất đai rộng. Trên này chủ yếu nông nghiệp, làm nông nghiệp. Đi 1 đến 2 km mới hết một nhà. Thịt gà xáo nha. Mới xào xả ớt ấy. Mà hôm nọ ăn món canh gà sáo ấy ngon không? Ngon anh ạ. Đúng không? Ăn cơm rất là mấy bát vào cơm. Nghệ An, Hà Tĩnh hay làm món đấy, Quảng Bình cũng có, nhưng mà phải khu vực giáp giáp ngoài kia, dưới đường thì người ta làm. Thì ăn cơm mạnh nhá. Để con có sức mà sáng tác bài hát. Hôm nay đi về Quảng Trị là đã có nghĩ ra bài hát mới về Quảng Trị chưa? Có rồi đấy anh ạ. Anh cứ em bắt canh. Bắt canh à? Đây, anh lấy cho. Canh chua với đầu của cá quả. Thì Tú cũng chia sẻ bữa ăn ngắn ngắn chút, bây giờ để em cameraman, em Hiệp vào ăn cơm cùng anh em mình. À, cơm trưa thì anh em mình sẽ là lên đường. Ngày mai anh Sự đổi xe cho em một ngày nhé.
Ngày mai đi dưới quốc lộ 1 đổi em đi Everest ngày nhá. Vì đằng nào là xe cũng giống nhau mà. Đúng không? Anh biết giống ở điểm gì không? Màu. Giống là thứ nhất là có 4 bánh. Thứ hai là đều có màu, thứ ba là đều có điều hòa cả. Thứ tư là số tự động. Còn lại là khác nhau thì điểm khác là hơi nhiều tí thôi. Ui. Một xe ong này. Ong đốt anh ạ. Anh em lên đi. Xe là Tú lổ máy sẵn là cho mát rồi đấy. Lên cái là mắt lịm luôn. Đây là đây. Mình vẫn phải là uống thuốc bổ phổi. Cái này là bổ phế. Để gọi là cho nó đỡ cái ho. Mình lo ngại vấn đề là sau khi bị Covid thì giờ kiểu nó có hậu Covid ấy. Sắp lây xong tất thắng rồi đấy. Không, Covid ấy là ngày xưa thôi. Anh em từ hôm đấy giờ đi mấy ngày chưa có triệu chứng thì không lây, có sợ đâu. Lây rồi đúng không? Ừ, chứ không có đâu. 3 ngày rồi mới thấm đòn. Không, đi với nhau là mấy ngày này không sợ đâu. Từ để lấy điện thoại. Quên điện thoại à? Action. Tí nữa thì nghệ nhân của chúng ta là quên điện thoại. Nghệ nhân này hay quên phết đấy. Đi ra đến Phong Nha Kẻ Bàng thì quên cầm đeo đàn để hát. Còn mỗi cái dính chất nhuộm. Mạc Minh đi có vui không Mạc Minh? Rất là vui anh ạ. Anh chỉ sợ em buồn thôi. Anh lo em không thấy buồn đi nào mà chỉ thấy vui thôi. Ừ, đi với bọn anh thì vui chứ toàn... Mong mãi mới đến ngày... Đi cùng xuyên Việt nha. Xuyên Việt của anh Thắng. Okay. Nghệ nhân còn quên gì nữa không đấy? Dạ, không quên gì đâu anh ạ. Đường đường mình là nghệ nhân cũng phải... Mỗi tội là đang trẻ nên là đôi khi nó hơi bị ấy tí thôi. Phân tâm. Phân tâm tán. Thế là... Ông ấy, cẩn thận nhá. À. Ông ấy. Thế là Hữu là được phong nghệ nhân của nhà nước phong là hay ai phong? Tôi phong. Hả? Dạ, bây giờ thì em hoạt động trong hội nghệ nhân dân gian của xã với lại của huyện và của tỉnh. À, nhưng mà đã đạt được những cái giải thưởng gì rồi ấy nhỉ? Em có nhiều giải thưởng đi thi cùng với liên hoan hát then toàn quốc cùng với đoàn Hà Giang có huy chương vàng. Mạc Minh quay sang nghệ nhân tí chứ. Đấy, cho khán giả xem mặt nghệ nhân nhé. Nói chung là gừng nhân là quay cho nghệ nhân. Bây giờ là thuốc nhân. Cái đợt mà Hà Giang tổ chức liên hoan hát then toàn quốc năm 2018 thì em cũng được chứng tập đi biểu diễn. Bây giờ là nếu mà đi đâu là thuộc quân của tỉnh. Và nghệ nhân đi đâu là tỉnh chứng tập là đi thôi. Thế là có bao nhiêu học trò? Vậy là anh nghe nói nhiều học trò lắm à? Bây giờ em phải mấy trăm học trò. Ngồi giả. Đấy. Còn bây giờ đi đâu là xin Nguyễn Tất Thắng. Có cô học trò nổi tiếng nhất là cô Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng. Cô thế à? Vâng. Cô đấy là người ở đâu ấy? Cô ấy là người ở Bắc Quang, Hà Giang anh ạ. À, cô đấy có chồng chưa? Cô đấy chưa anh ạ. À. Bây giờ là anh em mình đang đi thẳng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để đi về Khe Xanh. Chắc là bây giờ nhờ cái đường mòn này nó kết thúc ở khu nào nhỉ? Ui, tít về tôi cũng chưa nhớ điểm kết thúc, hình như cũng phải đến trong tôi chỉ mới đi được đến Đắk Nông, còn lại cái đoạn sau là tôi chưa biết. Là mình phải đi đến cái đoạn kết thúc để mình làm biết cho mọi người biết. Ừ. Cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Để tôi tí về tìm trên Google ấy, xem là đoạn kết thúc ở đâu. Thì anh em mình sẽ tìm đến đoạn kết thúc. Bình luận hộ luôn. Đúng rồi. Chính xác đấy. Để anh em tìm cho nó dễ. Vì đằng nào mình đã series đi dọc đường mòn rồi mà. Hết đường mòn Hồ Chí Minh là nó đoạn cuối ở chỗ nào? Bây giờ thì chắc các bạn thấy đấy, cảnh quan ở đây thì nó cũng không có gì nhiều cả. Rất là nắng. Về đến vùng đất Quảng Trị rồi trở vào cho đến tận Đà Nẵng cơ. Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn hơi nóng nha Thắng nha. Củ Chi là thuộc Quảng Trị đấy nhỉ? Không, Củ Chi, địa đạo Củ Chi là thuộc thành phố Hồ Chí Minh. À. Thế là Thắng chắc là về đấy cũng muốn đi thăm à? Nghe thấy máu lửa. Ừ. Bây giờ đang series này chưa biết chừng về đấy đi cho các bác khán giả kênh Nguyễn Tất Thắng thăm địa đạo Củ Chi cũng lên đấy chứ. Thấy hôm nọ anh em mình đi ngã ba Đồng Lộc thì các bác là xem là thích thú mà. Thì bây giờ là chia sẻ đến các bạn một chút về đoạn đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận của Quảng Bình và Quảng Trị, thì tí nữa đến vùng đất khói lửa.
thì mình sẽ là tiếp tục chia sẻ một chút về cung đường ở trên đấy. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục thẳng tiến để cho nghệ nhân chúng ta đằng sau ấy đang ngồi sáng tác nữa, quay nghệ nhân sáng tác đến đâu không biết. Em đang viết được vài từ thôi anh ạ. Khả năng phải đến trực tiếp thì mới ra vấn đề được. Đấy, bây giờ anh cứ gợi ý cho là Quảng đất, cái vùng đất Quảng Trị là một vùng đất mà khói lửa hào hùng rồi. Đấy, nhiều trang sử lắm. Đấy, nếu mà trong cái giải đất của Bắc miền Trung này thì vùng đấy là phải nhiều nhất đấy. Lịch sử nhất à? Đúng rồi. Về cái sự khốc liệt cũng là khốc liệt nhất. Thế bây giờ là Tú sẽ là lên đường về Khe Sanh nha cả nhà. Bốn anh chàng ngự lâm người Tày đang đi khám phá máy bay ở Khe Sanh các bạn. Hôm nay ở trên kênh Nguyễn Thất Thắng rất là nói chi tiết về cái chiến dịch mà Khe Sanh và đường 9 thì các bạn có thể là xem ở trên kênh của Nguyễn Thất Thắng. Còn tí nữa thì trên đường về là Tú sẽ chia sẻ về một chút hình ảnh về cung đường 9 lúc đổi mới như thế nào. Nắng nhờ. Đấy, anh em mình đi ngay vào nắng này. Ngày xưa lính Mỹ ở đây trụ sao nổi nhỉ? Lính Mỹ ở đây khóc thét lên cũng đúng rồi. Chết quá nắng nóng. Ở đây được ví như kiểu lính Mỹ gọi như kiểu là địa ngục trần gian ở đây chứ phải đâu là đâu phải đơn giản đâu. Mùa đông thì lạnh rồi ẩm thấp, mùa hè thì nắng nóng khắc nhiệt. Hôm nay mình nghe ai? Mình nghe anh Thuyết Minh, anh hướng dẫn viên anh ấy nói là lính Mỹ bảo là ai mà đã từng qua cái chiến trường Khe Sanh này là sau này chết đi là lên thiên đàng ấy. Có nghĩa là đã trải qua địa ngục trần gian rồi. Nắng lắm. Hôm nay anh em mình đã được tham quan Khe Sanh, tập đoàn cứ điểm sân bay Tà Cơn này. Bạn xem ở trên kênh Nguyễn Tất Thắng là có chi tiết đấy. Đây là mấy xe thiết giáp. Bên này là xe thiết giáp này, có gắn súng máy. Bên cạnh là mấy xe tăng. Trực thăng vận tải hai cánh quạt chở quân, chở một số cái vũ khí rồi gọi là hàng hóa hạng nhẹ thôi. Con này thì mình đọc thông tin nó dài là hơn 15 mét, trọng tải mà phun tải là khoảng cỡ là hơn 14 tấn, trọng tải rỗng là hơn 8 tấn thì nó chở khoảng hơn 6 tấn. Còn phía bên này là cái xác máy bay của Mỹ là bị Việt Nam mình bắn rụng này. Ở đây là mình thấy là khách Tây còn nhiều hơn là khách Việt. Khách Việt thì từ nãy giờ chỉ có mỗi anh em mình. Kia là có mấy cái trực thăng UH-1. Giờ thì mình sẽ lên đường về đường 9. Nắng nha. Nắng anh ạ. Nóng lắm. Tráng sĩ từ trên núi về đang mát mẻ quen rồi, bây giờ về đây thì nắng. Nhưng mà mấy hôm nay chắc là anh em cũng quen hết rồi đúng không? Quen dần rồi đúng không? Quá quen rồi. Đỡ rồi. Đỡ rồi à? Anh à, Hữu bây giờ bắn cả tiếng Anh à? Cành căng phết nhỉ. Hello sir. Cả tiếng Anh cả tiếng Tây lẫn. Ừ. Cho nên là mới có câu nhìn xa thì tưởng là anh Tây, nhìn gần mới biết là anh Tây Hà Giang. Hóa ra là thế đấy. Hello. Chúc một ngày vui vẻ đi. Happy vui vẻ. Thế tạm biệt bằng tiếng Tây là gì? Tạm biệt bằng tiếng Tây là gì? Phải đâu dứt điểm mới lăng nhằng. Đội xe Jeep này hôm nọ anh em mình gặp ở ngã ba Khe Ve đấy, thấy không? À, chỗ quán cơm đấy. Chỗ quán cơm ấy là họ đang đi tour y như anh em mình luôn. Sáng hôm nay thì ra khỏi Phong Nha là cũng gặp họ ở Phong Nha đấy, còn bây giờ là cũng gặp họ ở đây. Trước khi mình đi là họ cũng lên xin lịch của ông phải không?
Bạn Thắng thấy hướng dẫn viên tour cho anh em đoàn đi kiểu này ok không? Cái đoàn này Tây phải đi chứ. Đây này, đoàn xe Jeep của... Đây là đi từ 30 là biển Hà Nội về này anh em này. Hả? Anh có thấy có điều gì nó là lạ không? Đâu? Là lạ sao? Anh nhìn thấy có mỗi top anh em mình là người Việt Nam thôi. Đúng rồi. Còn ngoài ra toàn Tây thôi mà. Đoàn này là đi từ Hà Nội vào ấy. Đoàn này đi từ Hà Nội vào anh? Hay là từ Đà Nẵng? À, không phải anh đi cùng đoàn à? Thế mà trời nắng này mà các bác anh ngồi con xe đấy nhỉ? Vâng. Con xe mui trần không cửa này, không điều hòa này. Ừ. Đây này, con này có dây an toàn này. Nói thật với các ông là tôi rất thích con này. Thật, thích đi để thỉnh thoảng mang đi phượt nắng thì cũng được. Nhưng mà anh phải chơi thân với gala anh ạ. À không, con mấy con này bây giờ nhiều con, bây giờ người ta thay máy rồi. Còi đây à, còi đây à. Còi đấy. Vì bây giờ người ta có thể là độ những cái máy của xe đời mới vào. Có thể một số con độ máy của xe tải tấn rưỡi các thứ vào ấy. Con này dày nhờ. Ừ. Thời xưa đến giờ mà này, thấy không? Không có mục gì ấy. Cái này đoàn này đi có phải mang theo thợ sửa xe đi không anh? Đó. Anh à? Anh là thợ sửa xe à? Đó. Đoán chuẩn. Anh sửa mấy lần rồi? Đấy. Từ lúc đi đến đến đây, từ lúc xuất phát đến bây giờ sửa bao nhiêu lần rồi? Chỉ có là nhiều xe. Nhưng mà đoàn này từ đâu đến à anh? À, từ đâu đi từ đâu đến đâu ấy? Hà Nội về xuống Hội An. Thấy chưa? Tôi đoán chuẩn Hà Nội về Hội An. Xe này là nếu mà đi bình thường 100 cây thì hết khoảng bao nhiêu lít dầu? Đường trường mười mấy, đường trường tầm cỡ 10 lít. À. Lít. Còn đường núi thì đến mười mấy lít. Máy zin không à? Thay một số con thay máy. Nói chung đa số là máy zin cũng nhiều. À đấy à. Nhưng mà vẫn có một số con như em nói là thay những máy xe tải vào đúng không? Không, máy Toyota thôi. À máy Toyota. Nhưng mà con này là xe của Việt Nam hay xe của ấy? Xe Mỹ chứ. Ờ, xe từ thời xưa chứ. Có nghĩa bây giờ hiện giờ đang là của Việt Nam đây. Biển Việt Nam này. Ừ. Thôi anh em mình đi đi. Lên đường đi. Taxi dù đâu rồi? Cái này là... hay là chui vào máy bay không ra nữa. Hay em bây giờ tính đi làm sự lính dù, đi nhảy dù. Thôi anh em mình lên đường đi. Giờ anh em mình là vừa mới rời sân bay Tà Cơn rồi. Bắt đầu là đi về thành phố Đông Hà. Ở đây là tượng đài chiến thắng của đường 9 đấy các bạn ạ. Nói về chiến tranh mà ở đường 9 đây thì cũng là rất là khốc liệt rồi. Thì vừa rồi anh hướng dẫn viên ở trên khu di tích thì cũng có nói rất là chi tiết ở trên kênh của Nguyễn Tất Thắng. Cho nên là nay Tú về đây thì sẽ là quay cho bạn xem một chút khung cảnh của đường quốc lộ 9 gắn liền với lại là tập đoàn cứ điểm Khe Xanh. Giới thiệu sơ qua cho anh em trong đoàn Nguyễn Tất Thắng và quý khán giả thì đường 9 là đường quốc lộ mà nối từ dưới thành phố Đông Hà, Quảng Trị đi lên đến cửa khẩu Lao Bảo và sang đến tỉnh bên này là mình sẽ sang đến Lào. Mình chỗ này Sepol rồi điểm cuối là Savalakhet của Lào. Cái chỗ đấy cũng là giáp với Thái Lan luôn. Con đường này nó xuyên Á được luôn. Xuyên Á. Đúng rồi. Cũng giáp với Thái Lan, bên đấy là thành phố Mục Đại Hán của Thái Lan. Thì tôi đã sang thành phố đấy chơi rồi. Chuyến đi cùng anh em là mình cũng đã được đi qua cái đường 9 này rồi các bạn ạ. Mùa xuân năm 1971, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, thì quân và dân ta đã tiến hành cuộc phản công, đánh bại cuộc hành quân của chiến dịch Lam Sơn do Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là tiến hành. Vì cái khu đường 9 đây cũng là một cái gọi là khu ít hầu. Việt Nam mình thì lúc đấy là có rất là nhiều những cái kho gọi là đạn dược hay là lương thực để chi viện về cho chiến trường miền Nam. Và ở đây là cũng có nổi tiếng về cái hàng rào điện tử Makrama hay gì đấy ấy. Mình quên không nhớ cái tên tiếng Anh. Thì khi đó thì là Mỹ với coi cái khu vực Khe Xanh đây cũng là một cái cứ điểm mà rất là quan trọng của chiến trường. Đấy, thì nếu mà bên Mỹ mà tướng lĩnh Mỹ rồi tổng thống Mỹ ví Khe Xanh đây như anh em mình nghe thông tin ở trên đấy giống như là một cái khu vực mà Điện Biên Phủ thứ hai
Đấy, cho nên là anh em mình cũng nghe thông tin mà anh hướng dẫn viên chia sẻ thì khi đó là bầu cử tổng thống Mỹ, cho nên là cái ông tổng thống ông phải gọi là bắt những ông tướng lĩnh rồi ông bộ trưởng bộ quốc phòng phải ký kết là không được để mất cái khe xanh này. Đấy, nếu như là để mất thì coi như là sẽ thất bại. Cho nên là khi đấy thì hai bên gọi là tổng lực, tổng tấn công toàn phần luôn. Như bên Mỹ là huy động từ 45 cho đến là 55.000 quân đến cái khu vực này. Còn Việt Nam mình thì lúc đấy là cũng là mở màn cho trận đánh đầu tiên mà hợp đồng binh chủng là có cả xe tăng, rồi có những cái khí tài mà tối tân hơn. Đấy, cho nên là chỗ khu vực này cũng là một cái khu vực mà chiến tranh mà trọng điểm. Và cuối cùng thì các bạn biết rồi, phần thắng là trở về Việt Nam mình vào năm 1971. Sau đó là Việt Nam mình mới gọi là tiền thân cho những cái cuộc chiến mà đi về phía Nam, phía Tây Nguyên. Đấy, nên là mình cũng hiểu mà sơ sơ một chút, cho nên là cũng đọc thông tin một chút như thế cho các bạn để các bạn biết qua. Còn hay hơn nữa thì phải xem anh hướng dẫn viên trên kênh Nguyễn Tất Thắng mới chính xác được. Bây giờ thì ngày nay các bạn thấy là cái con đường này là được mở rộng rồi. Tỉnh Quảng Trị này thì mình cũng đang đèo ra nhỉ? Mình đang đứng xuống đèo đấy. Cái tỉnh Quảng Trị này ấy, người ta gọi là hứng chịu mà đến hàng triệu tấn bom đạn mà. Ngay mà cái thời ngay cái khu vực vĩ tuyến 17 mà chịu đến 1 triệu tấn bom đạn thì dân số lúc đấy làm gì mà ở tỉnh này nó được 1 triệu người. Đúng không? Đến bây giờ sợ chưa được 1 triệu người ấy. Đấy thì các bạn biết là cái sự mà khốc liệt ở cái vùng đất này như thế nào. Mà cái thời trước người ta có những bài báo thông tin rằng là để mà rà phá được bom mìn ở Quảng Trị đây có thể mất được đến 300 năm. Xong rồi mình đọc tiếp theo một cái bài báo là cách đây là từ năm 2010 mấy thì nói rằng là phải mất đến còn hơn 100 năm nữa mới hết được. Nhưng mà thời gian gần đây thì với sự quyết liệt thì với lại hỗ trợ từ nhiều phía thì Việt Nam mình cũng rà phá gọi là tương đối rồi, cũng gần hết rồi. Chứng tỏ là cái lượng bom đạn về đây nó dã man cỡ nào. Ngoài ra ở đây thì còn một cái nơi nữa cũng rất là khốc liệt, đó là thành cổ Quảng Trị. Thì ngày mai Tú về đấy sẽ chắc là sẽ quay một tập mà mình cố gắng đến những nơi đấy thì mình sẽ có những hướng dẫn viên quay để chia sẻ cho các bạn biết thông tin nó kỹ hơn. Con đường nào đi nó cũng có cái giá trị lịch sử của nó. Cho nên là khi đến đây mình cũng mong muốn là quay chút, hiểu biết đến đâu thì mình nói đến đấy. Thì mong cả nhà cũng thông cảm nếu như là có thiếu sót gì. Đường này nói thật là cũng nhiều anh em xòe đây lắm. Nhiều anh em xe đây này là đi cũng bị có khi rơi dưới vực luôn ấy. Nguy hiểm lắm. Cái dốc này nó hơi đứng ấy. Ở đây thì có đồng bào người Paco và Vân Kiều là sinh sống ở đây. Mình đã từng đi chở hàng trên này là cái loại nước tăng lực ấy. Bây giờ thì Tú sẽ đưa bạn Thắng đến một số bản làng dưới này các bạn ạ. Để bạn Thắng cũng sẽ trao một số phần quà, kiếm một số bà con khó khăn để trao những phần quà cho bà con. Thì video thì đến thành phố Đông Hà chắc là mình cũng sẽ kết thúc ở dưới. Đây, hiện tại là Tú đang trên đường về thì anh em Tú cùng với Nguyễn Tất Thắng là có dừng ở ven đường thì thấy cũng có một số hộ người Vân Kiều. Bà con ở đây thì cũng đời sống còn rất là khó khăn và có hỏi thăm bà con thì ở đây cũng có một số hộ có cụ già neo đơn ở một mình. Ở trên này thì anh em Nguyễn Tất Thắng cũng đang trao quà. Và hôm nay thì Tú cũng sẽ thay mặt anh chị Đức Hương ở thành phố Atlanta bên Mỹ thì cũng có gửi cho Tú là 1.000 đô đổi ra là được 25.200.000. Thì hôm qua là Tú đã trao cho một hộ ngoài kia là 1 triệu đồng. Cứ mỗi xuất quà Tú sẽ trao 1 triệu đồng nhé bạn. Đấy thì dự kiến là từ đây vào trong thì Tú sẽ trao từ 10 đến 15 xuất và để dành là còn lại thì Tú cũng sẽ ra cao nguyên đá để hỗ trợ cái chương trình làm đường ở ngoài nữa. Bây giờ thì mình lên trên một chút. Nhà đây rất là nhỏ. Nhưng mà đây được cái là mấy cái trụ bê tông nó cũng đỡ hơn này.
À, nhà ông này. Bên trong nhà là có cái bếp nhỏ nhỏ. Đồ ăn của ông thì có cái con cá nướng này. Cá nướng kẹp ở trên cái vỉ nhỏ nhỏ này. Trong này là những cái vật dụng trong nhà. Đây là cái gùi. Đấy. Ở đây thì khí hậu đây nắng nóng lắm. Người ta là phải che bằng giấy. Thường ở đây á, người lớn trẻ em trong làng là cởi trần đấy. Vì nắng nóng quá. Đến đây anh em phải nhờ là ông mặc áo. Bây giờ đi xuống dưới nhà này cũng có người già đúng không? Dạ. Có mẹ người mặc áo đỏ. Mẹ của em à? Dạ. À, đấy là mẹ của em. Thế nhà em có bao nhiêu anh chị em? Em có 6 anh chị em. 6 anh chị em. Đây phên này bằng okay. Bằng lứa nhỉ. Bây giờ mời em Hồ Thị Thơi nhỉ, dẫn anh xuống nhà của em, có mẹ của em ấy. Anh Sư ơi, lấy cho em mật ong bạc hà với trà xoan tuyết để em tặng cho bạn Thơi. Đấy, người mà à, đây mình là có anh chị Đức Hương là cũng có nhờ Tú gửi cho nên là cũng trao lại cho ông. Đây. Đấy. Có anh chị thì cũng xem kênh của Nguyễn Tất Thắng và Tú thì cũng biết được cái chuyến hành trình của anh em mình thì cũng có nhờ Tú là trên đường đi thì kết hợp là chuyến xuyên Việt thì gửi đến những người già neo đơn hoặc hoàn cảnh khó khăn. Thì đây con có 1 triệu đồng của anh chị Đức Hương nhé, ở bên bên Mỹ đây ông ạ. Vâng, là gửi đến ông. Thế ông là sống một mình đấy ạ. Đúng rồi. Vâng. Chúc ông sức khỏe nhé. Ông là thương binh các bạn ạ. Thôi anh em mình đi xuống nhỉ. Đấy, em cũng xin cảm ơn anh chị Đức Hương đã gửi quà. Bà con ở Việt Nam. Ngoài ra mình còn một số dầu gội đầu của em Minh A Quy nhờ mình gửi em Hậu. Ông ơi, con gửi đây cả một hộp dầu gội đầu để ông lấy dầu gội đầu gội nhá. Vâng. Đây nhà các bạn thấy ở đây là làm tựa theo cái sườn đồi sườn núi nên là cột cao cột thấp khác nhau. Đấy. Rất là nhỏ. Đây thì cái song bằng gỗ, bên ngoài thì có gỗ làm là tốt, còn không thì cũng có cái phên bằng lứa, cái cây lứa. Trời gần mưa đấy, gần mưa này. Là bạn Hậu em ạ, là bạn ấy công ty về sản xuất về dầu gội đầu này, thì anh gửi đến em là 2 hộp luôn đi, nó thoải mái. Còn đây 2 hộp này em có thể là gửi mẹ nhé. Em cầm luôn rồi cho hàng xóm nữa. Đấy, ở đây xung quanh này có mấy hộ cô nhỉ? Dạ, cũng nhiều, cứ tầm mấy hộ. 10 hộ à? Dạ, hơn 20 hộ. Hơn 10 hộ nhỉ? Thế để anh lấy thêm anh gửi cho em phát nhé. Dạ. Cho bà con đây. Có cũng... gì em cảm ơn. Để anh lấy thêm cho. Rồi. Sao, Trần Thị thì sao? À, hai năm rồi. Vừa tặng dầu gội đầu cho chị. Em ơi, lấy tặng cho con dầu gội đầu ơi. Dầu gội đầu. Thôi con ngồi đấy đi anh, ngồi đây đi. Đây em tặng cho chị lọ dầu gội đầu nhé. Dạ. Không biết nhà đâu tặng hết. Cảm ơn. Anh em nhờ gửi đấy nên là mình đi mình cứ gặp đấy là mình thấy phù hợp là mình gửi tặng với bà con này. Dầu gội đầu về mình gội đấy. Dầu gội thảo dược.